trong mỗi chuyến đi dài. Chiếc xe đóng vai trò như một ngôi nhà di động, giúp bạn có được những khoảng thời gian thoải mái để trải nghiệm những miền đất lạ. Vì lẽ đó mà chúng tôi chọn Mitsubishi Pajero Sport, và thực sự, chiếc xe thể thao 7 chỗ này đã để lại những ấn tượng khó quên đối với chúng tôi trong suốt hành trình bởi sự tiện dụng, an toàn và khả năng vận hành nổi bật của một chiếc xe SUV. Một chút ngẫu hứng khiến chúng tôi lạc vào cung đường lý tưởng để thử khả năng vận hành trong điều kiện đường trơn trượt và khó đi. Một con đường độc đạo. Ami, đồng đội đâu rồi? Ôi giời, hôm nay thật dại dột khi mà mình lại cầm một chiếc xe chỉ có một cầu thôi, Pajero Sport, và một đống đồ ở phía trên. Đấy. Đường thì nó vừa mưa xong và hơi trơn. Bây giờ thì chỉ còn đôi tiếng nữa là, hơn một tiếng nữa là tối rồi. Thực sự là một ngày không may mắn. May quá, khung gầm tốt. Đấy, traction control nổi lên, cái nào chưa? Thứ mà mình lo lắng, đêm nay mình sẽ cắm trại ở đâu? Đường thì không phải quá khó, nhưng mưa xong thì nó sẽ rất là trơn. 200 cân ở trên nóc thùng không hề đơn giản. Đồng đội đang ở đâu? Chả nghe tiếng gì cả. Mà rất kỳ lạ, động cơ dầu mà sao lại êm thế này. Động cơ Mivec à? Mivec 2 chẳng. Ui. Yes. Rồi, may quá, khung gầm ngon ở đây rồi. Trong lúc Hùng đang lo lắng tìm đường giữa rừng, thì Vinh và Tuấn đang thảnh thơi bên chiếc Pajero Sport 2 cầu mạnh mẽ. Ôi giời ơi, những người đồng đội của tôi đã bỏ rơi tôi ở đây. Đúng là anh em thôi. Đường này xem một cầu đi ngon mà không? Anh nghĩ là nếu mà không gọi là mưa quá đáng thì trơn trơn thì đi thích. Tóm lại hôm nay là tôi có cái lều, tôi có hai cái xuồng, vân vân. Thì đêm nay chúng ta sẽ ở đâu nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi cắm trại ở đâu nhỉ? Anh tính là chúng ta sẽ cắm trại và nướng thịt ở dưới cái bãi rất là đẹp ven cái hồ này. Xe có xuống được không anh? Chắc là xuống được. Chắc là không xuống được. Được thì mình cứ thử xem sao. Đường này. Pajero Sport mà chúng tôi cầm lái được trang bị động cơ diesel Mivec 2, công suất cực đại 181 mã lực, sức mạnh động cơ thừa vượt qua những con dốc cao, những đoạn cua ngặt ngay trên đỉnh dốc, dù xe chỉ trang bị một cầu chủ động. Hơn nữa, do xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp, nên quá trình chuyển số êm, không bị giật cục, tạo ra cảm giác thoải mái cho người ngồi trong xe. Có gì bất lợi chăng? Và cái khúc cua này đi được ngon gì? Ngon, dễ. Tiếp nhá. Ok. Thôi cũng biết xe tiếp nhá. Đừng có sáng tác. Vâng, em có 200kg trên... Hùng phải lấy ra đây. Hùng phải đi nhanh lên, chờ anh đi vào. Hùng đi nhanh lên để chạy vào đến nơi luôn. Vì cái bánh nó kinh lên khỏi mặt đất thì nó không có đồ bám nữa. Xe một cầu sẽ đứng lại đấy. Chờ anh chạy rồi, Hùng chạy nhanh nhá. Chuẩn bị chạy đi, chạy nhanh đi ông ơi, chạy thẳng vào đi. Thẳng về hướng xe, chạy nhanh ra. À cũng dễ. Bên trái nó sẽ có một cái hồ đấy. Thì nó Hùng được đến nơi sẽ nhìn thấy cái hồ đấy, nó lao vào hồ đấy là lầy đấy. Ok, vào đi. Đổ cách xe anh 3 mét. No. Anh xuống, anh dẫn... ok. Ôi. Đẹp quá. Mà hơi mưa. Chả lẽ hôm nay lại phải cắm trại trong mưa, ngủ đêm trong mưa? Ngủ đêm trong mưa sẽ là cái trải nghiệm rất là khó quên. Đừng có bỏ lỡ cái cơ hội để mà mình... Nhưng mà cái xe này khi mà đi qua mấy cái đường trơn trơn đấy, em thấy có một cái điểm khá hay là cái traction control nó chuẩn phết đấy.
mình vào ga các kiểu là nó biết, nó hỗ trợ mình cho đỡ trượt, cho đỡ ngoáy ngoáy này. Nếu như mà em không có cái hệ thống kiểm soát lực kéo đấy ấy, thì chắc là em ở ngoài kia rồi. Ừ. Chính vì mà có cái đấy thì em mới đi được vào đến đây. Không, đuôi nó cứ văng đúng không? Thôi bây giờ cắm trại thì cũng mệt lắm rồi, lại mưa lại sắp to rồi này. Okay. Những cơn mưa đã làm con đường xuống sát hồ khó khăn hơn. Nhưng với dân chuyên đi khám phá, mọi thử thách đều là sự thú vị và cần trải nghiệm. Nằm yên ả, thanh bình và duyên dáng giữa ngút ngàn thông dèo và chập trùng những dãy đồi vải thiều xanh miên man, cùng khoảng trời trong xanh thoáng đạt in dấu mặt hồ trong biếc. Đó là những điểm nhấn riêng có của hồ Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hồ Khuôn Thần hấp dẫn với những dãy núi, những ngọn đồi và một cảnh quan hùng vĩ chốn sơn trang. Ở giữa vùng rừng núi xuất hiện một cái hồ to, sâu và rộng, làm cho nơi đây càng trở nên hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn. Chúng tôi thả hồn trên du thuyền, cảm nhận sự mênh mông, tĩnh lặng của mặt hồ, ngắm cảnh trời mây non nước. Thực ra thì hôm nay lúc buổi sáng mà khi mình khởi hành ấy, là chúng ta đã cố gắng nhét vào trong cái xe này hai cái xuồng hơi, lều, bàn ghế, đồ ăn, lò nướng, rồi rất là nhiều thứ để có thể ba người sống hoặc là bốn người sống qua đêm một cách thoải mái. Thì mới chơi cái trò thuyền hơi, mà cái thuyền hơi thì máy nó rất là nặng. Thì mình có thể suy ra một điều là cái không gian phía trong cái xe này nó quá lộ ách. Mà cái xe này nó cũng khá hay một cái là nếu mà mình quay trở về với cái cuộc sống thường nhật ấy, đi làm ok, rửa ráy xong là lại long lanh, lại đẹp, dai, lại đến năm sao cũng chả vấn đề gì. Đúng rồi, đúng rồi. Lực lưỡng. Còn về cái đề tài mà một cầu với hai cầu thì thực ra hai cầu nó đi được, có thể nói là nó sẽ đi được nhiều đường hơn là một cầu. Nhưng không có nghĩa là để mà trải nghiệm một cái cuộc sống như thế này thì một cầu không đi được. Nhưng với cái Pajero Sport một cầu mà máy Mivec mới này thì tôi rất thích cái động cơ Mivec của nó. Thực sự là vậy. Ngồi ở trong mình lái nó cũng, nó êm đấy, nó êm. Thực ra nó là một trong những cái máy dầu mà cái tiếng động cơ của nó là khá là nhỏ, đặc biệt là nó không có ảnh hưởng đến cái việc nó không gây khó chịu. Đây là một trong những mẫu xe mà nói thật là tôi thích, em thích. Thực ra Hùng, chưa đủ tiền mua thôi. Thực ra Hùng thích là vì nó có thể nói là êm ái. Êm, chạy đường êm so với những cái gọi là cái tiêu chí thiết kế hồi xưa của Mitsubishi thì nó cứng hơn và nó chắc hơn. Tức là nó bám đường hơn, còn bây giờ thì người ta giảm cái độ bám đường xuống nhưng mà nó đưa cái phần êm ái lên. Chính vì thế mà đi từ ngoài kia ấy, đường rất là sóc, nhưng mà Hùng ngồi xe thì chắc là cũng thấy nó thoải mái. Cái thứ hai là cái khung gầm thì ok, dòng Mitsubishi thì nó xưa nay nó vẫn chắc. Cái đấy thì mình chạy mình sẽ biết thôi. Tóm lại là anh em nào cứ chạy là sẽ tự có cái cảm nhận. Tất nhiên là so cùng phân khúc, cùng tầm tiền thôi, không đi so với mấy ông xe Đức gì cả. Cái thứ hai là cái hệ thống traction control của nó hoạt động rất khôn. Thực ra kiểm soát lực kéo trên cái xe này nó khá là tốt, mà chính vì là có nó thì chắc là Hùng mới đi được từ cái đường ngoài đường nhựa vào nguyên cái đường đất này. Tại vì là cái xe một cầu thì nó chỉ trong trường hợp mà bất độ bám nó chỉ có mỗi một bánh để quay thôi. Chia tay hồ Khuôn Thần ẩn sâu giữa rừng xanh, chúng tôi tiến thẳng về Hạ Long xuyên màn đêm. Trong đêm tối, được ngồi trong một chiếc SUV vững chãi, đó là sự tự tin. Các bạn thấy không? Đấy, đang đi giữa rừng tĩnh mịch, rất tĩnh mịch luôn. Có nghe tiếng máy không? Có nghe không ạ? Oh no! Nói chung máy Mivec là êm rồi. Anh em nào mà đã từng chạy Mivec thì sẽ rất tỏ cái điều như vậy. Còn cái việc thích hay không thì nó cũng phải tùy mỗi người, tùy sở thích. Nhưng cá nhân tôi thì tôi thích chạy máy dầu. Vì nếu mà mình đi đường núi ấy, thì cũng là một lợi thế khi mà nó leo đèo mát mẻ, moment xoắn nó lớn, gọi là torque lớn. Masuoka là một nhà vô địch Dakar 2 lần trên những chiếc xe Pajero Sport. Chính vì vậy khi mà tham gia thiết kế cái dòng xe này, ông ấy rất chú trọng vào những cái khả năng vận hành của chiếc xe, dù là máy dầu hay máy xăng hay là bản một cầu hay là hai cầu đấy, hay là số sàn hay số tự động. Thì điều đầu tiên, một chiếc xe để đi được những địa hình tốt, kể cả đường bằng, thì phải có một cái hệ thống khung động cơ Mivec 2. Khung động xe, cơ Mivec 2, hệ thống treo nó phải ổn định, thì từ đó cái động cơ nó mới phát huy tốt được cái công suất. Những con đường tuyệt đẹp vắng vẻ tại Hạ Long là điều kiện lý tưởng để trải nghiệm Pajero Sport động cơ Mivec 2.
Ở các tốc độ cao, xe vận hành vẫn đầm chắc, động cơ và hộp số mượt mà khá êm ái và không có chấn rung mạnh từ mặt đường lên vô lăng. Trên phiên bản Pajero Sport, điểm đáng chú ý nhất là khả năng cách âm của xe rất tốt. Hùng ơi, mình thử xem cái khả năng chạy của cái xe một cầu trên cái đường xấu nó như thế nào. Anh sẽ chạy hơi nhanh một tí, Hùng đi theo nhá. Ok, có hai cầu dẫn đường không lo. Chơi luôn anh ơi. Ok, phóng thôi. Mình vẫn hai cầu. Thực ra để đi những cái đường xấu này ở một cái tốc độ khá là nhanh thì tôi cũng không mong muốn như nào. Mà cầm ga mạnh quá. Ui, lại gì bởi vì rất là sóc. Vì vậy thì ở đây là những cái thử nghiệm mà chúng tôi chạy thôi. Chứ còn nếu mà bình thường thì chúng ta nên đi chậm, không nên làm theo những cái hình mà theo thước phim, bởi vì nó rất sóc và nó rất mệt. Hoặc là trong những cái cuộc đua chẳng hạn đấy, các bạn sẽ thấy rằng đã qua. Sợ là xe kia chắc chắn nó qua được cái thế. Máy thoáng lợi thế là đây, hộp số ngon, động cơ mà mạnh mẽ. Máy dầu ngon luôn. Ngon luôn. Số là đường xấu từ đó mày mà chắc sự cần trâu chậm sửa được. Liên tục. Ôi. Ngon luôn. Thôi Hùng đi giỏi phết nhỉ. Không thể bị dừng lại gì cả. Có sợ gì đâu. Tôi vẫn là một chiếc SUV. Tôi vẫn đi qua được. Cũng là làm khó anh Hùng, hóa ra là anh Hùng đi vẫn ngon vậy. Nhưng mà không hay ho lắm khi mà người nó đẩy lên đẩy xuống liên tục. Tất nhiên là tôi vẫn sử dụng traction control và ESP cho nó an toàn, cái đường rất là trơn. Có relay rất rally. Và chúng ta vượt qua. Yes. Đấy, mặc dù là anh bỏ tôi trong rừng đi một mình nhưng mà bây giờ tôi vẫn theo được anh về đến đây, xe còn đẹp hơn nhá. Thì rõ ràng là tôi cũng chả sợ gì. Thế thì trong thực tế sử dụng thì anh sẽ thấy rằng là chẳng lẽ cái một cầu nó luôn thua hai cầu chỉ vì vào cái đường khó thôi à? Không, thực ra là do cái nhu cầu sử dụng thì người ta sẽ quyết định là cần xe một cầu hay là hai cầu. Ví dụ thực sự mà nói thì đến có thể nói là 99,9% đường ở cái thời điểm hiện tại, nếu như mà không bị mưa bão thiên tai thì thực ra là xe một cầu vẫn đi tốt. Thì nhiều người vẫn chọn xe một cầu, mà thậm chí là xe một cầu có khi còn đang bán được nhiều hơn xe hai cầu ấy chứ. Tại vì xe một cầu thì có lợi thế về giá. Không có cái cầu trước thì trọng lượng nó ít hơn. Tiết kiệm hơn và thậm chí nó nhẹ hơn thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn, chứ nó cũng có nhiều cái để cân nhắc. Vậy thì thôi, tôi rất thích cái Mivec này. Thực sự là rất thích. Chạy thử từ hôm qua đến nay rồi. Rất thích thôi, bây giờ tặng anh hai cầu. Cốc đi về. Ok. Tôi đi phố thôi, còn anh lại vào rừng. Đi. Với Pajero Sport, dù chỉ trang bị một cầu, nhưng chúng tôi vẫn muốn tìm những con đường khó dành cho xe hai cầu để thử thách mẫu xe này.